Sao đây? Em bị đau cái cột sống cổ này. Ê. Bây giờ là nằm xuống không nhấc được lên. Cổ lên thôi phải. Ngửa cũng không nhấc lên. Nên nó nằm nằm nghiêng. Nằm bị bao lâu rồi? Bị một tuần. Một tuần. Mà không nhấc lại được là sao? Nói thử nghe tôi hay nghe là lạ. Nó cứng cổ. Nó cứng cổ. Nằm ngửa này đây này. Con bảo là nâng đầu lên này, con cho khăn vào con kéo cổ cho thì không nhấc được, phải có người nhấc hoặc cùng quay này đều phải người nhấc không. Con đi chụp thì họ bảo bị thoát vị đĩa đệm cổ. Lấy dầu à? Nhưng mà thi thoảng nó lại giật cái cơ ở đây này. Bây giờ ấy. Lấy gì dầu? Cô chị không có đem dầu hả? Con không ăn gì. Rồi. Đầu xây qua đây. Em qua đây nè. Qua đây em chà cái dây này. Qua đây. Chị để nhìn qua đây. Em chà cho thầy cước đồn chụm. Rồi đẩy lên đi. Đẩy làm mềm đi. Đó, lướt lên. Một là cước đồn chụm, hai là cái cơ nằm ngoài sau nữa. Nó cứng phải không? Đó làm đó đi, đó đau rồi, rồi lướt lên xong mà thấy đau căng cứng thì bấm nhả, đó, phải đẩy cho nó mềm mới được. Còn đau. Nó bị cái co cứng cái cơ bậc thang với cứng đòn chụm. Để cho mềm cái đó đi. Xong cái đó rồi bắt đầu đổi qua đây nha. Quay cái mặt qua đây nè, quay nè, đó quay vậy nè, đó quay vậy á thì nó mới đẩy, nó mới căng được. Cái này á là về mua hai cặp đá, một cặp cho mới gan, một cặp mới cổ vai gái. À. Rồi, rồi bắt đầu cho uống rượu ớt luôn được rồi. Đấy, nhưng mà bạn ấy buổi sáng lại phải uống thuốc gì nhờ cô Yên nhỉ? Thì mình uống buổi trưa. Em bị đau dạ dày. Mình uống buổi trưa. Đau dạ dày. Đó thì đau dạ dày mới uống rượu ớt. Vâng, nhưng con hỏi là uống cái đấy là qua 12 giờ mới uống hay là sáng uống? Sáng uống cũng được nữa. Nhưng mà phải ăn sáng rồi mới uống. Phải ăn rồi mới uống. Nhưng ăn sáng lại ăn 16-8. 16-8 thì uống buổi trưa. À, uống trưa tối. Ừ, vâng. Trưa với tối. Vâng. Nhưng mà em bị mỡ máu cao thế. Ừ, thì mỡ máu cao rồi bị dạ dày, rồi bị trào ngược thực quản, rồi dùng rượu ớt được hết. Dạ, vâng. Ừ. Đầu mặt quay bên kia, mặt quay bên kia là mới làm cho căng cơ được. Hai bên đấy vùng đầu là cứng như dễ chè. Bên đây không có đau gì bên kia. Rồi đứng dậy đi. Rồi. Đứng dậy. Đứng dậy. Rồi giật tay nâng vai. Khớp bị đau. Đau hả? Cái khớp đau. Bạn luôn bị
Rồi gì nữa? Rồi sao mà bệnh gì cũng xin vô cái gì? Em bị cả đốt sống lưng như thế ạ. Thói hóa ấy. Rồi, bây giờ thử lại coi cái cổ sao này. Bên này nếu mà quay như này vẫn đau. Vẫn còn vướng vướng đó phải không? Vẫn đau, vẫn phải quay người theo ạ. À, phải quay người theo phải không? Dạ. Rồi bây giờ xoay thử coi. Đau đây. À, đau đó. Cái này tự nhiên nằm tự dưng ngủ đêm bị ạ. Tự nhiên ngủ đêm sáng bị vậy đó. Lúc đầu là em bị ít thôi, xong về sau nó cứ tăng dần lên. À, rồi nằm đây đi. Đau quậy rồi đi. Dịnh vô chắc nha. Nằm xuống. À, lỏng ra mềm đó vậy đó. À, ui đau quá. Đau không? Đau. Đau không? Vinh. Rồi nằm im. Nãy giờ bớt đau chưa? Bớt đau này chưa? Thầy bóp thì đau lắm. Ôi không rồi. Biết được. Cái gì đó, cái đáng lý chị phải có cái lọ tinh dầu bi lăng. Ở đây ai có tinh dầu bi lăng cho thầy mượn. Không bi lăng. Bi lăng á. Không người nào có vậy. Cái tinh dầu bi lăng thì nó mới làm được. Yên. Vâng. Tại vì cái này á là nó khi nó bị á thì cái cơ này nó gân á là nó dính cái xương sọ này. Đây nè. Thấy chưa? Đó, đó mình phải giải ra đây nè. Rồi một cái á, là nó xuống nó bám cái xương dưới đây. Thành ra nó căng lắm. Mình trả lại cho. Bây giờ rồi chườm đá là phải chườm vòng cái cổ này nha. Rồi mềm lại đi. Rồi ngồi dậy đi coi sao rồi. Trời ơi đã quá. Để im em thử ngóc đầu xem được không nha. À, thử ngóc đầu vậy. Không được. Đừng ngóc đầu chưa được. Không ngắp được. Nó bị đau sao? Nó cứ cứng lại. Nó cứng lại hả? Vâng. À, được rồi. Nó vẫn chưa tự ngóc được phải không? Vâng. Cái này á, là hồi nãy đáng lý ra là tụi em làm gì phải không? Chườm lạnh. À, cái này là phải chườm lạnh. Rồi, cho chị này chỉ ngồi vậy đi. À, úp mặt vô trong cái chỗ đó nằm sấp lại, úp mặt vô đó. Úp vào đây à? Nằm sấp bốn mặt đó. Rồi. Rồi, bây giờ em lấy cái tay này em vòng ra về sau lưng. Cái tay. Tay vòng ra sau lưng coi lên được bao nhiêu. Một tay thôi, một tay thôi. Tay nào? Lên cao nữa coi. Không có cái tay lên được bao nhiêu rồi. Được rồi bỏ xuống đó rồi tay kia như nhau vậy là nó không phải do xương mấy dai nó chỉ bị cái da cái xương cổ thôi. Thôi được rồi ngồi dậy đi. Bây giờ chịu khó về á là cái thứ nhất á là lấy đá lạnh á, chườm cho tôi cổ trước. Sau khi chườm đá lạnh xong rồi bắt đầu chườm nó nóng.
Rồi bây giờ coi giảm được có nhiêu không? Cái chuyện mà ngóc đầu là chưa được. Rồi bây giờ thấy nhẹ hơn không? Thấy nhẹ ha. Rồi bây giờ lắc qua trái quải thử coi. Bạn này lạnh chân tay. Đau chỗ nào? Đau ở đây hả? Nó đơ 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 ra. Mà có mấy ngày nay đau gì, có bị thở, có khó thở không? Không à, vậy là không có bị sinh hoạt. Bên này nó bị dướng, nó dướng ngay bên cái cơ đây. Cái cơ còn chụm dưới cái cơ bậc thang ở đây. À, rồi chịu khó chùm lạnh vô tôi chỗ này. Chùm lạnh xong bắt đầu chùm nóng thì tôi dần dần hết. Ok, rồi, thank you, Vitamil.